Xin chào mọi người. Tuần trước thì các bạn có một bạn mà nhà mình hỏi mình là có cách nào mà vẽ hoa lá gì mà dễ nhất không, vì bạn ấy không biết vẽ. Thế là mình tùy thời gian mình không biết thế nào nó vẽ dễ hay cả, thì hôm nay mình theo mình thì có khi vẽ dễ nhất chỉ là vẽ mấy dạng tranh hoa đồng nội cỏ dại, thì hoa đấy nó không rõ ràng là hoa gì cả, thì nó cứ thì có lẽ mình nghĩ đấy là cách vẽ dễ nhất. Thì bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn qua một cách về cách vẽ đơn giản nhất để có một cái bức tranh để các bạn có thể treo ở nhà nha. Thì cái màu thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình cứ lấy một cái ví dụ bình thường thì mình không các bạn cứ pha các bạn lấy ba cái màu xanh như đây, mà xanh dương, xanh lam với lại xanh tím than ấy. Các bạn pha với trắng thì nó sẽ ra các cái hệ màu của ba cái màu đấy. Sau đó thì mình kết hợp ba màu đấy với lại một màu vàng. Thì các bạn cứ thay đổi như thế nhé. Thì các bạn có thể chọn thay thành những cái màu khác nhau. Đấy, thì về cơ bản thì các bạn cứ tạo ra những cái hệ màu của màu đó bằng cách là pha với màu trắng. Sau đó thì mình pha thêm màu vàng hoặc pha thêm những cái màu nó sáng sáng ấy, thì nó sẽ ra một cái hệ màu khác. Tưởng tượng nó sẽ ra. Ở đây thì mình vẽ với hoa lá thì mà chủ yếu là màu xanh là cây với lại màu vàng là hoa. Đấy, với lại cái màu ba cái hệ màu màu này, màu xanh dương, xanh lam với lại xanh tím than này, nó sẽ ra một cái nền trời ấy, với lại những cái cây nó ở xa. Thì bây giờ các bạn theo dõi nhé. Đây mình tận dụng một cái bức tranh rất là nhỏ mình lấy sẵn, nó chỉ nhỏ khoảng 20 20 thôi. Mình tận dụng nhé các bạn. Đấy thì mình vừa pha ba cái màu này xanh dương đi ra thì mình sẽ có một cái nền trời như này. Đấy, màu xanh lam là ra những cái mây và mờ trên bầu trời. Tạo ra những cái vệt cây, các bạn cứ chấm 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 hơi kéo nhỏ xuống ấy, thì tạo sẽ tạo ra những cái vệt, những cái cây là mờ phía xa nhé. Đó, tiếp theo thì mình pha thêm vàng vào ba cái hệ đấy, các bạn cứ chọn tùy góc độ ba cái hệ màu đấy vẫn pha vào thì nó ra một cái hệ màu xanh lá cây. Đấy, xong mình dùng cái bút một cái lông thưa thưa ấy, xong bạn các bạn quẹt quẹt tạo thành những cái vệt như gọi là cỏ. Mình lấy chậm lại cho các bạn xem này. Thì thường mình dùng cái bút như cái chổi này, xong mình quẹt quẹt thành tạo những cái vệt để mình vẽ. Mình rất thích dùng cái chổi này để dùng để vẽ hoa mấy cỏ cây, nó rất là tiện. Rồi, các bạn cứ chấm nhiều cái góc độ khác nhau lên. Lúc chấm thì các bạn cứ chấm nó lưa thưa từ từ chỗ chỗ sáng chỗ tối, nhưng đừng chấm đều quá. Khi mình chấm thưa ra như thế thì nó sẽ tạo cảm giác có chiều sâu hơn. Thì chỗ nó sẽ có nhiều lượng đồ mà tối, chỗ thì nó sáng hơn các bạn. Điểm xuyến nó vào. Đấy, về cơ bản thì mình đã tạo lên một cái nền kiểu kiểu nó lên không khí của bức tranh hoa đồng nội rồi. Bức vẽ này các bạn cẩn thận chú ý rửa rửa những bút rồi này, lâu lâu dùng nữa các bạn rửa đi cho nó đỡ khô bút, nó hỏng bút. Bây giờ thì mình dùng cái bút này để tỉa những cái đường thân cây, mình chấm chấm một ít nước vào cho bút nó nhỏ, nó co lại cái đầu nó nhọn hơn. Đấy, cho mềm cái bút nó sẽ mềm hơn. Sau đó mình chọn
cái màu, nhưng mà đây em chọn màu vàng pha một chút này, sẫm màu lên cái đỉnh của cái bút ấy. Sau đó các bạn tạo thành những cái vệt đường. Cứ như thế các bạn đẩy chi tiết dần lên nhé. Tỉa thành những cái cây hoa và nó đấy, cái bông hoa này nó hồng nội nó dại, nhưng mình chỉ cần tỉa tỉa những cái lá đưa thưa sơ sát ra được, các bạn không cần phải quá khéo tay cũng có thể vẽ được những bức tranh bướm hoa kiểu như này. Đó, các bạn cứ cho nhiều màu và thứ lên này, trông nó sẽ lung linh. Đấy là chỉ cần một chút thôi là các bạn có một bức tranh để treo rồi, rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ vẽ khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Bạn nào không quen thì tiếng rưỡi là cùng các bạn có một bức tranh treo rồi. Ở đấy các bạn đóng khung vào là treo lên đẹp hết. Ok, bức tranh của mình cũng đến đây là hoàn thiện rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và comment phía dưới về những cái bức tranh mà các bạn muốn mình vẽ, thì comment bên dưới nhé, để mình xem có các bạn có câu hỏi gì thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn, mà hoặc là mình sẽ vẽ về những cái chủ đề mà các bạn thích, các bạn yêu cầu. Cảm ơn các bạn nha, xin chào.